Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Vết thẹo. Sau nhiều lần cân nhắc, Janet đã quyết định đến gặp bác sĩ thẩm mỹ để chuẩn bị một cuộc phẫu thuật nhỏ. Cô là người mẫu phải không? Người mẫu ư? Ông ta đang cố giễu cợt nhạo báng mình sao? Dĩ nhiên thưa ông, tôi không phải là một người mẫu. Không ai có thể nhầm lẫn tôi với một người mẫu. Tôi là một cô gái xấu xí và thô cợt với vết thẹo bên má. Cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó. Chuyện xảy ra lâu chưa vậy? Tai nạn xảy ra năm tôi học lớp 4. Một khối bê tông trong khi được cẩu lên để xây nhà hàng xóm đã va mạnh vào mặt tôi và để lại vết thẹo khá dài trên má. Khoảng thời gian sau đó thật kinh khủng. Tai tôi đã như điếc trước bao lời nhạo báng của lũ bạn cùng lớp. Mắt tôi giả bộ như không nhận ra mình khác các bạn như thế nào. Tôi buộc mình không được soi gương. Vết thẹo bên má dìm tôi vào nỗi đau khôn cùng. Tôi hiểu rồi. Thế thì tại sao cô lại lo lắng về vết thẹo đến thế? Nếu không có lý do nghề nghiệp buộc cô phải tẩy thẹo, thì điều gì khiến cô đến đây? Vết thẹo vẫn hằn trên mặt tôi bao năm nay. Nó nhớ nhắc tôi rằng, ngươi là một cô gái xấu xí. Để tôi nói cho cô biết, tôi nhìn thấy gì ở người đối diện. Một cô gái xinh xắn, không phải một cô gái hoàn hảo, mà là một cô gái xinh xắn. Cô biết Laura Hutton chứ? Bà ấy có một khe hở trên hàm răng cửa. Elizabeth Taylor có một vết thẹo nhỏ trên trán. Tôi từng tự hỏi, tại sao những người phụ nữ nổi tiếng lại có khiếm khuyết? Và tôi cũng tự tìm ra câu trả lời cho mình. Chính sự không hoàn hảo đó, cái có thể xem như là điểm thua kém của họ, lại khiến họ nổi bật hơn mà không hề lẫn lộn với người khác. Và cũng khiến ta nhớ đến cô ấy như một con người bằng xương bằng thịt. Vì nhân vô thập toàn mà. Đừng để ý đến những kẻ sủng ngốc chê cười gương mặt cô. Cô dễ thương, xinh xắn vì cô là chính cô. Vẻ đẹp thật sự tỏa sáng từ bên trong con người cô. Hãy tin lời tôi. Nhiều năm sau đó, cô gái năm xưa trở thành một phụ nữ nổi tiếng, rất được mến mộ về diễn thuyết và hùng biện trước hàng trăm người. Tôi biết mình là ai. Khi tôi thay đổi cách nhìn nhận tích cực với chính mình, những người khác cũng buộc phải thay đổi cách nhìn nhận tôi. Vì bác sĩ không xóa vết thẹo trên mặt tôi, mà ông đã xóa đi vết thẹo mặc cảm tự ti trong tâm hồn một cô gái.